nếu không thể bên nhau được, hay mình cứ thương nhau lặng lẽ như vậy thôi. Dân dõi theo nhau trong âm thầm, nhìn ngắm nhau mỗi ngày qua khung hình trên điện thoại, nhìn nhau đi trên con đường riêng của mình, âm thầm chúc nhau bình an, êm ấm. Mỗi người chúng ta vẫn phải sống tốt phần đời của mình, chỉ là không thể hẹn ước năm dài tháng rộng, sau đó vẫn còn bên nhau. Có thể một ngày, khi tình cảm kia vẫn còn, mình lại học cách ngậm ngùi nhìn người kia tay trong tay bên người khác. Ngay cả giây phút đó, chắc cũng chỉ có thể mỉm cười chúc nhau hạnh phúc. Vì ngày đó chúng mình đều biết, điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra. Không đến được với nhau cũng không sao, đau một chút, nhưng cũng sẽ âm thầm giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất dành cho nhau. Anh của năm tháng đó đã rất thương em. Em của năm tháng đó đã vì anh mà làm tất cả. Chúng ta vẫn nên phải cảm ơn. Cảm ơn giữa cuộc đời rộng lớn như vậy vẫn tìm thấy nhau, vẫn nán lại bên đời nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng đi qua bão giông, cùng đong đếm hạnh phúc.